Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác. Hôm nay thì hiện tại bên cửa hàng Thắng Hoàng thì còn 3 chiếc đẩy sò sắt các bác nhé. Và dòng đẩy sò sắt này là dòng đẩy 12 sò sắt, 4 sò than. Thế thì làm cái video này thì để bán cho mọi người với mức giá tiền thanh lý, với mức giá tiền thấp. Đấy, để cho các bác có nhu cầu sử dụng cũng như Thắng Hoàng cũng có cái nhu cầu thu lại một số tiền để có việc, nên là cũng muốn bán nhanh, giảm giá cho mọi người. Số lượng là 3 chiếc và số điện thoại để các bác liên hệ đấy là Thắng Hoàng sẽ đặt ở phía dưới của bài tiêu đề bài video này, thì các bác có thể là nhìn xem bên đấy để liên hệ với Thắng Hoàng nha. Số điện thoại 0969 800 985. Và chiếc đáy này thì Thắng Hoàng bán ra cho mọi người với giá tiền là 3.700.000 đồng, 3.700.000 đồng thưa các bác nhé. Cam kết máy zin 3.700.000 đồng, bảo hành 3 tháng và máy đang còn zin, hoạt động ok. Đấy, thì xin mời các bác hãy cùng xem lại một lần nữa về cái sản phẩm này. Thì đây là một trong những cái thiết bị hàng bãi là đã qua sử dụng. Đấy, thương hiệu Akai. Akai các bác nhé. 12 sò sắt. Đây các bác có thể là cùng xem luôn. Thì cái sản phẩm này thì một con này thì Thắng Hoàng đã vệ sinh và lau chùi rửa sạch sẽ. Hiện tại còn hai chiếc kia thì chưa có làm vệ sinh, tại cũng có mình làm chưa có thời gian để mà làm, thì đăng cái video lên đây thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì Thắng Hoàng sẽ vệ sinh và test cho các bác luôn. Đấy, để gửi tới cho các bác. Đấy, tất cả sản phẩm đang còn đẹp và zin luôn các bác ạ. Đấy. Thì những chiếc đẩy bãi sò sắt thì các bác biết rồi, dòng sò sắt thì nó chạy cũng khá chi lậu, ổn định và chất lượng âm thanh cũng rất là dày và khỏe. Thì con đẩy này các bác sử dụng full 30 thì quá ok rồi. Những dòng này nó là dạng công nghệ của Mỹ thì các bác dùng khá yên tâm đây. USA đây các bác nhé. Đấy. Những thiết bị công nhận là những cái thiết bị mà họ làm chuẩn. Thời gian dù có lâu dài đi mà họ không có ít khi mà họ sử dụng thì nó vẫn đang còn rất là đẹp. Đấy. Cái này thì nó có cắt súp độc lập cho các bác luôn. Nó cắt súp độc lập từng kênh một cho các bác thì các bác sử dụng nó cũng rất là hay. Đấy, cái hệ thống xử lý âm thanh phía sau của nó này bao gồm cả bảo mạch bảo vệ limiter. Đấy, có nghĩa là các bác chỉ cần nhấn vào limit này để cho đèn nó sáng lên này, khi mà âm thanh quá tải thì tự khắc nó sẽ díu âm thanh nhỏ xuống rồi nó sẽ to lên. Thế bao giờ mà các bác điều chỉnh mức độ âm lượng nó phù hợp với con đẩy thì nó sẽ hoạt động đồng đều hơn. Đấy, chế độ đó thì nó bảo vệ quá tải mạch rất là ok. Đấy, chế độ đánh cắt súp từng kênh một đây các bác nhé. Các bác có thể chuyển đổi các chế độ ở đây. Đấy, giác cắm này cũng như linh tín hiệu Canon đây, lỗ cắm lưu trích cũng như là chạm bản loa đầy đủ luôn. Đấy, gạt 4 ôm 8 ôm, mono shifter chập kênh, drive, gain tín hiệu đầu vào 0.7, 1.0 và 1.5V. Đấy. Gạt này gạt tiếp mát ra vỏ. Đấy, rất là ok. Dây nguồn liền. Dòng này thì nó sử dụng một quạt phía sau. Đấy, hút gió từ trong thổi ra ngoài. Đó. Cái dòng này thì các bác sử dụng yên tâm, tất cả đều là sử dụng dây đồng. Đấy, và tụ Juni, tụ 4 chân luôn các bạn. Cái này chỉ có phồng hay là nó đứt lâu ngày nó mục chân, chứ còn thực sự ra mà để lắc lư lung lay cái tụ này nó không bao giờ có rồi. Đấy, cái này thì các bác cũng khá quen thuộc rồi, thì chỉ chờ mỗi cái là sản phẩm có hay không, giá hợp lý hay không thôi, chứ còn nói thì cũng chung quy là các bác cũng nắm bắt được hết tất cả cái dòng sò sắt này rồi. Đấy, thì số lượng là 12 sò sắt và giá thành là 3.700.000 đồng, giá tại cửa hàng. Tặng kèm luôn cho mọi người một sợi dây giắc Canon nha, giá này là giá chuẩn luôn, bên cửa hàng em là giá niêm yết luôn, thì các bác có nhu cầu liên hệ cho em nha. Đấy, số điện thoại em sẽ để dưới bài video. Cảm ơn các bác đã quan tâm yêu mến theo dõi ủng hộ kênh của Thắng Hoàng trong thời gian qua. Chào tất cả các bác.